chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiếc xe Mitsubishi XFC Concept 2024. Dành riêng cho thị trường Đông Nam Á, Mitsubishi XFC Concept 2024 được định vị trong phân khúc SUV cỡ B gầm cao dành cho đô thị. Mẫu xe đặt kỳ vọng sẽ trở thành bước ngoặt đột phá trong thời gian tới. Ô tô Mitsubishi XFC Concept 2024 hiện chỉ có một phiên bản duy nhất. Ưu điểm: thiết kế bắt mắt, mới mẻ, nội thất rộng rãi, khoảng sáng gầm cao, khả năng lội nước và vượt địa hình ấn tượng. Mitsubishi XFC Concept 2024 vẫn được sử dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic CL đặc trưng của hãng. Tuy nhiên, khi phân tích vào từng chi tiết sẽ thấy được sự hiện đại, thể thao khác biệt hoàn toàn so với chuỗi sản phẩm hiện có của Mitsubishi. Đầu xe Mitsubishi XFC Concept 2024 nổi bật với nắp capo kéo dài, các đường gân dập nổi khỏe khoắn, đậm chất mẫu SUV. Ngay trung tâm là cụm lưới tản nhiệt kích thước lớn hình thang, họa tiết lưới tổ ong được sơn đen cứng cáp. Nhìn từ bên hông, Mitsubishi XFC Concept 2024 trường dáng với nhiều màng hình khối góc cạnh, đầy cơ bắp. Thân xe càng bề thế và năng động hơn với phần ốp dày bản cho cả bánh trước và bánh sau. Tại bản Concept, khi được giới thiệu, Mitsubishi XFC không sử dụng gương chiếu hậu truyền thống mà thay vào đó được trang bị camera kỹ thuật số. Tay nắm cửa cũng được nâng cấp bằng nút nhấn cảm ứng, giúp tăng thêm vẻ hiện đại, mang đậm chất tương lai cho xe. Đôi xe Mitsubishi XFC Concept 2024 mang phong cách quen thuộc, thiết kế cụm đèn hậu cách điệu dạng T-shape tương tự như mặt trước, mang đến vẻ đẹp ấn tượng ngay cả khi đi vào buổi tối. Mitsubishi XFC Concept 2024 hiện chưa công bố màu sắc chi tiết. Không gian bên trong Mitsubishi XFC Concept 2024 sở hữu nội thất tiện nghi cùng nhiều công nghệ cao cấp. Khu vực tablo được thiết kế tinh giản, gọn gàng, tạo cảm giác hiện đại, thoáng đãng hơn. Cụ thể, bảng điều khiển trung tâm được đẩy lùi về phía trước và bố trí trải rộng theo phương ngang, từ đó giúp cải thiện tầm quan sát của người lái cũng như tối ưu chuyển động của xe trên địa hình gồ ghề. Những chất liệu trong khoang cabin của Mitsubishi XFC Concept 2024 hiện đang còn là một ẩn số. Mitsubishi XFC Concept 2024 có cấu hình 5 chỗ ngồi, không gian ghế trên xe được đánh giá khá rộng rãi cho cả hai hàng ghế. Hãng Mitsubishi tự tin nhấn mạnh rằng tuy XFC Concept là mẫu B SUV cỡ nhỏ nhưng sẽ đảm bảo khoảng trống duỗi chân thoải mái nhất phân khúc. Vô lăng ba chấu của Mitsubishi XFC Concept 2024 bọc da may chỉ màu vàng và được thiết kế đê cắt, nhấn mạnh phong cách thể thao. Nổi bật hơn cả là các phim chức năng được bố trí hình dáng tổ ong lạ mắt, mang đến cái nhìn mới lạ trên chiếc xe. Phía dưới là bệ cần số điện tử. Cụm đồng hồ nối liền với màn hình giải trí có kích thước cỡ lớn và được phân thành 3 màn hình nhỏ cho phép hiển thị đầy đủ thông tin, nằm trải dài trên bề mặt tablo trông vô cùng hiện đại. Tiện nghi, về hệ thống giải trí, Mitsubishi XFC Concept 2024 sở hữu nhiều chi tiết cực kỳ đắt giá. Nổi bật tại khu vực trung tâm là màn hình giải trí kích thước 12,3 inch được nối liền mạch từ người lái đến vị trí trung tâm. Ẩn phía sau là bảng điều khiển được phân thành các màn hình nhỏ cho phép hiển thị tốc độ, hiện trạng mặt đường cũng như hệ thống giải trí. Về tiện nghi, Mitsubishi XFC Concept được trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cho hàng ghế sau. Điểm nhấn của xe còn có thêm cửa sổ trời hình giọt nước, khẳng định mẫu SUV crossover cỡ B ấn tượng hàng đầu phân khúc. Mitsubishi XFC Concept 2024 được trang bị hệ thống an toàn khá đầy đủ. Tuy rằng các thông số hiện chưa được công bố chi tiết, nhưng theo hé lộ từ hãng, có thể thấy rằng mẫu SUV với danh sách công nghệ và an toàn hàng đầu phân khúc, giúp người dùng an tâm di chuyển trên mọi hành trình. Ngoài sở hữu khoảng sáng gầm cao, XFC Concept 2024 còn có đến 4 chế độ lái như đường bình thường, đường bùn lầy, trơn trượt và đường sỏi đá. Đây chắc chắn sẽ là điểm cộng lớn giúp chiếc xe vận hành ổn định và linh hoạt tại thị trường Đông Nam Á. Nhìn chung, theo như bản Concept thì mẫu xe Mitsubishi XFC đem đến cho người dùng rất nhiều điểm ấn tượng và mới lạ. Nếu hãng vẫn duy trì kiểu dáng cũng như động cơ lên bản thương mại thì đây sẽ là mẫu xe cực kỳ hợp lý dành cho phân khúc SUV hạng B tại Việt Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.